Em xin thân ái mến chào toàn thể quý vị, kính chúc sức khỏe tới quý vị trong cái buổi tâm Cúc kể chuyện hôm nay. Thì hôm nay Cúc muốn gửi đến cho quý vị hai cái mẫu chuyện ngắn nói về vợ chồng rất là hài hước, rất là thú vị. Thì Cúc mong sẽ đem được những cái niềm vui, tiếng cười đến cho bà con mình. Gần xa có một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Em hy vọng là em sẽ kể càng ngày càng có nhiều nhiều cái mẫu chuyện hay và vui từ tấm Cúc và từ phía bà con cô bác gửi cho tấm Cúc. Thì và những cái mẫu chuyện Cúc biết được đó thì giống như một cái đại gia đình mình tập trung để mà em kể chuyện lên cho quý vị nghe để vui với em ha. Thì hôm nay Cúc muốn gửi đến như chuyện là nói về vợ chồng thì hai chuyện đều vợ chồng hết nha quý vị. Đó, trước tiên thì em kể là vợ cặp vợ chồng trẻ trước đi, rồi mới tới cặp vợ chồng hơi lớn hơn tí. Đó, thì cặp vợ chồng trẻ hôm nay, cho em xin phép em ngồi thêm kể ha. Thì cái cặp vợ chồng trẻ hôm nay là như thế này quý vị. Là hai vợ chồng mới cưới, xong phải không? Mới cưới về thì kiểu mà vợ chồng cưng với nhau rồi lại nhõng nhẽo lắm. Đó, cho nên á cái ông chồng thì ông thương vợ, ông nựng mà giống như hai chồng người ta nựng. Cái ông chồng ông mới nói là bà xã yêu của anh ơi, kêu bà xã yêu không, bà xã yêu của anh ơi. Thì cái cô vợ cô không chịu, nó nói không, anh đừng kêu em bằng bà xã. Hỏi sao vậy? Ôi anh kêu em bằng vợ yêu đi, cũng thôi là anh kêu em bằng cục cưng đi, trục trưng đi, chứ đừng có kêu bằng bà xã. Nó nhõng nhẽo ra vậy, đừng kêu bằng bà xã, kêu bằng cục cưng đi, cũng thôi kêu bằng vợ yêu đi. Bỏ tay luôn. Xong ông chồng nói sao kêu gì kỳ vậy, sao em không thích bằng bà xã, ai cũng thích là chồng kêu bà xã yêu nghe thấy cưng mà. Ôi nó ơi anh kêu em bằng bà xã rồi anh đi ngoài anh làm anh còn thêm bà huyện rồi anh còn thêm bà tỉnh nữa làm sao, em đâu chịu đâu, thôi anh kêu bằng vợ yêu đi. Cái ông chồng gãi đầu nói trời ơi có làm gì không đã, chưa chưa hết đâu, còn nữa anh mà kêu em bằng bà xã ha, lỡ mà mốt mà cái gì anh vui anh cũng xả lên em, anh buồn anh cũng xả lên em, mà lúc anh thương anh cũng xả lên em. Đây là một cái mẫu chuyện hài hước nó vui, nói về vợ chồng mà nhõng nhẽo rồi mình tập trung mình nói cho nó vui hả quý vị. Đó thì bây giờ tiếp theo là cái chuyện của vợ chồng của hơi lớn lớn của cũng như vợ chồng lâu năm đó vậy hả. Thì gì đó thì hai vợ chồng của cái cô chú này đi, mình kêu bằng cô chú ha. Thì một thời gian đã sống với nhau lâu rồi, xong tự nhiên cái bữa cái bắt đầu bà này bà tóc lên, bà vợ bà nói là ông ơi tôi ông ly dị ông ơi. Ông ủa sao ngộ đang không kêu ly dị tính queo vậy, mới nói ừ tôi thấy rồi không xong rồi, bây giờ tôi ông ly dị đi chứ không nói gì, khỏi để mà cái gì mà cho nó lớn chuyện, cho bây giờ tôi quyết định tôi ông đi ly dị. Cái ông nói cái gì mà đang không ly dị bà nói hoài vậy, bây giờ bà muốn ly dị lên bà đi. Ông nói, không được tôi ông phải ra ly dị chứ không nói chuyện. Ông nói ly dị gì bà cho tôi cái lý do cái mắc gì đang không mà kêu tôi phải đi ly dị. Bà nói thì ly dị chuyện đó đó, về chuyện đó đó. Ông nói chuyện đó là chuyện gì, thì chuyện đó đó tôi nói vậy là ông biết rồi đó. Ông nói, chuyện đó chuyện gì bà nói tôi nghe, có chuyện gì mà tôi làm không vừa lòng bà nói tôi nghe mới được. Nói, thì cái chuyện đó đó chuyện của ông làm đó chứ gì nữa, nói, chuyện tôi làm chuyện gì, cái chuyện ông á là ông sung ông á, bữa nào ông cũng vậy chứ, tôi nói với ông để lâu lâu hả lần ông không chịu đâu, ngày ban đêm gì ngày nào ông cũng đòi làm chứ. Ông nói thì tôi thương bà, tôi thương bà tôi muốn đòi hoài. Bà nói thương gì đòi hoài mà có làm được không, được sao không được, được gì đòi á cho bằng được, tôi nói mệt quá để bữa khác đi thì không chịu, dằn mâm sắm chén miễn mà mỗi lần đòi mà tôi không chịu á thì dặn cá chém thớt đi ra đá thùng đá nia đùng 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 sàn sàn, mà miễn tôi cho làm á thì leo lên như con gà phóng lên phóng xuống, còn bằng không thì nửa đường cũng ngã ra ngủ, làm chọc chọc tức tôi không à, khó chịu muốn chết. Thằng giờ không nói nhiều nữa ly dị à. Ổng mới nói là trời trời chuyện này mà bà cũng đòi đi ly dị nữa, bà đi ra ngoài tỏ rồi bà nói người ta cười bà thêm nữa chứ làm gì. Bà nói ừ thà cho người ta cười để tôi đỡ tức, chứ kiểu mà ông phóng lên ông chọc chọc cọc mấy cái ông nằm ra ông ngủ rồi tôi bực bội.
bao nhiêu năm trời nay tôi chịu dữ lắm mà bây giờ hả nghỉ ly dị ông nói chứ. Ông nói trời ơi bà thông cảm bà ơi. Bây giờ bà thấy hồi đó tới giờ hồi còn trẻ tôi đâu có gì. Bây giờ càng lúc càng lớn mẹ thấy cái sức của tôi nó yếu. Bây giờ bà bắt tôi làm quá. Giống như là tôi ham muốn nhưng mà lúc nào nó hết ham nó xuống thì bà cho tôi xuống theo. Chứ giờ nó xuống rồi mà bắt tôi nằm ở trên đó tôi chịu chặn hoài cho tôi chết hay gì. Thì đây là một cái mẫu chuyện mà Tám Cúc nghĩ là nói về vợ chồng có những cái tình huống mà nó rất là hài hước như thế này thì Cúc muốn gửi cho quý vị nghe một cái cho nó mắc cười cho nó thú vị cùng với Tám Cúc một tí xíu. Thì hai mẫu chuyện này có dán không quý vị? Dán thì Cúc sẽ kể cho quý vị nghe thêm một cái mẫu chuyện nữa nha. Thì bây giờ thôi thì sẵn ngồi kể thì Cúc muốn kể cho quý vị nghe. Mới thì hai mẫu chuyện vợ chồng nó vui phải không? Bây giờ Cúc muốn kể thêm một cái mẫu chuyện để nó lắng lòng mình lại. Nói về cái tình cảm giữa mà cũng là hai vợ chồng với cái người cha của mình thì Cúc muốn chia sẻ đến quý cô chú bác một hai phút ở cái mẫu chuyện này nhưng mà nó thật là ý nghĩa, thật là hay. Thì Cúc như là Cúc nói là kể hai mẫu chuyện thôi nhưng mà tự nhiên Cúc sực nhớ ra thì Cúc muốn gửi lên cho quý vị, mong quý vị đón nhận luôn nha. Đó thì cái mẫu chuyện như thế này, có hai vợ chồng của cái anh kia là còn trẻ nha và có một cái đứa con trai. Đứa con trai này độ tuổi khoảng chừng 5 tới 6 tuổi vậy hả quý vị? Thì sống chung với là ông và chồng, có nghĩa là ba chồng đó. Sống chung với cái người đó thì ông ba chồng sống với con dâu với con trai với con cháu. Đó. Lúc trẻ thì thôi mà sống tới khi mà ổng già đó thì mấy người già là ai cũng biết là giống như là mắt yếu nè, rồi tay run nè. Nhầm người còn khỏe thì được, nhầm người yếu cái tay nó run gì nè quý vị. Đó thì cái ông cụ này nè, ổng mới mỗi lần mà ổng lên ổng ăn cơm á thì cái kiểu mà con mắt yếu thì gấp tùm bậy bạ gấp không có trúng đồ ăn. Đó thì từ từ á là bắt đầu là cái tay thì nó run, cầm chén là nó run run cái cơm đổ ra, bỏ đồ ăn vô run cơm đổ ra. Đó lúc này cái con dâu nó đổ cơm quá, nó thấy đổ cơm quá nó bực bội, nó cứ nói chồng bây giờ ba ông cứ đổ cơm hoài, chồng cũng vậy nữa, bắt đầu hai chồng mới tính tới tính lui sao bữa nào lên ăn cũng đổ 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 vậy nè. Đó gấp bậy bạ đổ lum cái bắt đầu nó tính là thôi bây giờ đổ cơm vậy nó văng thùm lum hết trơn mình ăn không có được nữa. Bây giờ thôi mình không phải mình bắt một cái bàn riêng cho ba bên kia đi. Bên đây cái bàn mình ăn bên đây mà ba đổ gì tùm lum hết trơn nó lớ quớ nó tùm lum mình ăn không có ngon. Bây giờ mình để ba qua một cái bàn bên đây cho ba ăn riêng đi, ba có đổ thì đổ bên kia cho nó gọn. Rồi xong rồi mình qua đó mình dọn. Đó, cô vợ cũng nói vậy rồi ông chồng cũng đồng ý như vậy là bắt đầu là lấy cái bàn bằng gỗ, bằng cây nè. Bắt qua bên cái góc nhà nè quý vị. Bắt qua bên đó. Thì khi mà ăn cơm á thì dọn một mâm bên đó cho ông ba chồng đó bên đây ăn gì thì bới vào trong cái đó. Rồi bên đây vợ chồng với đứa con ngồi bên bàn để ăn. Đó, thì cứ ổng nhìn qua mà ổng thấy cứ giống như là ngồi ăn thui thủi một mình, ổng buồn á, đôi khi ổng cũng ngưng ngưng nước mắt á, ổng cũng cũng thấy tủi thân á. Tuy là nó run tay, nó già yếu mắt mờ nhưng lý trí người ta vẫn còn nguyên mà cảm thấy mình bị con nó bắt đầu nó hắt hủi mình qua bên kia rồi bắt đầu buồn. Đó. Thì cái lúc này ổng càng lúc ổng càng gung hơn quý vị, càng lớn tuổi nó càng gung gung thì khi mà nó gung quá thì ổng ăn nó gung gung cái gớt bể chén gớt xuống cái chén bể bớt bể chén. Lúc này hai vợ chồng thấy quay qua hết hồn bể chén, cái cô vợ cô nói trời ơi bây giờ tới bể chén nữa, hôm nay là đổ cơm lên bây giờ tới bể chén bể đồ nữa, kiểu này chắc không còn cái chén mà ăn, bể kiểu này chắc không còn cái chén cái dĩa để mà ăn, cô vợ nói vậy đó. Thì ông chồng ổng mới nói thiệt ba giờ tay chân cũng gung ginh quá trời, cái này chắc bể hết không còn cái chén chén kiểu đồ nãy kia cũng đắt giá, mấy cái chén này nó cũng mắc mà bể vậy còn gì nữa. Cái đồ hai chồng tính tới lui bây giờ thôi mình đi lấy cái gì cho ba đừng có bị bể, bây giờ cái gì bằng cây á ba ăn nó mới không bể mà trong đây có vị cây, thôi bây giờ là mình lấy cái trái dừa khô đó là mình ta chặt cái phân nửa đó rồi nạo ra cổ trong mà người ta thường gọi là cái muỗng dừa đó quý vị. Đó thì nói là lấy cái này đi cái mình cạo cái vỏ ở ngoài với đồ đó cái nó bóng lại cái ba ông ăn có gớt cũng không bể, nó chọi cũng chưa bể nó tại vì nó bằng cái gáo dừa cho nên không có bể đâu, bây giờ mình phải là lấy cái đó đi cho ba ông ăn đừng có bị bể. Hai chồng nói là làm, bắt đầu lấy cái gáo dừa làm cho cũng láng láng cho ba ông ăn. Lúc này bới cơm cho gáo dừa ông ăn ông khóc quý vị, ông ăn tới đâu ông khóc tới nấy, cảm giác là cái cuộc đời nó từ trẻ tới lớn là mà cái kiểu mà theo Tám Cúc nghĩ là người ta tủi thân
từ nhỏ tới lớn nuôi con tới giờ cho nó ăn học rồi cưới vợ gả chồng rồi cho đầy đủ hết, thậm chí làm cả cuộc đời của cải để cho con hết, mà giờ về tới già nó cho mình ăn bằng muỗng dừa. Bắt đầu tự nhiên ổng khóc hoài luôn, mà ổng khóc nhưng cũng đâu nói được đâu, tại vì ổng lỡ làm bể chén rồi bây giờ nói gì đó. Thì quý vị ơi, khi mà ổng cứ khóc hoài, cái thằng con 5 6 tuổi đó nó thấy, cái thằng con hai chồng nó thấy đó, thấy cái tự nhiên cái một bữa nó đi qua bên chỗ nhà hàng xóm chơi, thấy bà kia bả là coi như là bả nấu chè hay gì đó, bả có nạo dừa, bả chặt cái đập trái dừa ra làm hai rồi bả nạo đó, cái nó ngồi đó nó đợi bả nạo xong nó xin hai cái muỗng dừa đó, nó xin hai cái muỗng dừa đó quý vị, nó đem về nhà nó ngồi nó lấy cái dao nhỏ thì nó gọt tẹt tẹt, nó cạo mấy cái lông ngoài cho nó, cái sợi dừa ở ngoài nó cạo cho láng á, cái nó cạo, cái ba với mẹ nó thấy mới hỏi là con làm gì, con lấy cái muỗng dừa này về làm gì, con ngồi đang cạo làm gì, chừng đứt tay con cạo làm gì. Cái nó con lấy hai cái muỗng dừa này con cạo sẵn đi để mai mốt ba với má già con lấy cho ba má ăn, giống ba má lấy cho ông nội ăn vậy đó, để con cạo sẵn con để đi nữa ba má già các con lấy cho ba má ăn, con cạo cho nó đẹp cho ba má ăn đó. Thì ba với má nó bắt đầu là coi như là trái tim đập không nổi, thì giống như là cảm giác là giống như cái quả báo nó sao nó có ngay liền vậy, giờ vừa có đối xử với ông ba như vậy á, ông già chồng với ông ba ruột mình vậy đó, là bây giờ thằng con mình nó chưa chừng mà nó trả báo lại ngay vậy. Mới đây mà nó nạo cái muỗng dừa nó cạo sẵn để dành cho ba với mẹ nó ăn, thì ba với mẹ nó lúc này rất là đau lòng đó. Thì quý vị, qua cái mẫu chuyện này thì Cúc thấy là nó có một cái gì đó người ta gọi là quả báo. Ngày xưa quả báo thì lâu, ngày nay quả báo là coi như nó nhanh dữ lắm đó. Thì bây giờ mình nghe cái câu chuyện này thì mình thấy là nó cũng thấm, giống như em nói từ đầu là hai mẫu chuyện kia nó vui, và cái mẫu chuyện này thì nó có gì đó nó suy nghĩ nó đắng lòng mình lại. Thì em muốn gửi đến cho quý vị để cùng em là có những cái phút giây, có những tiếng cười và thậm chí có những cái suy nghĩ về trái tim của mình. Đó là những cái cốt truyện mà Cúc muốn gửi đến cho quý vị ở trong cái kênh của Cúc Channel của Tám Cúc. Thì em muốn dành đến những cái tình cảm yêu thương quý vị từ cái tiếng cười và thậm chí có những cái giọt nước mắt của em nữa. Đó là cái tấm lòng của em gửi đến quý vị. Em mong quý vị đón nhận và like cổ vũ lên giùm em nha. Nếu chưa đăng ký, nhớ đăng ký kênh giúp cho Tấm Cúc nha quý vị. Bà con nào có chuyện vui nhớ gửi về cho kênh Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc1911810@gmail.com hoặc là qua số phone thì 0979 789 800. Tấm Cúc xin cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ở cái clip tiếp theo của chương trình Tấm Cúc kể chuyện ngày mai cho quý vị nghe. Em xin bye bye và hẹn gặp lại.